Hello các bạn, đến chuỗi series tập luyện của mình. Có thể là mình đã kết thúc cái series Bubble Black đã lâu lắm rồi, nhưng mà tại vì mình cảm thấy nó vẫn thiếu cái gì đó, mình muốn nó nâng cấp một chút xíu. Đâm ra mình sẽ làm hết tuần. Cái kỳ trước là mình đã làm cái ngày Boost rồi, Boost thứ 2. Thì hôm nay mình sẽ cải thiện thêm ngày Pull, ngày Pull thứ 2. Thì nó sẽ cách tân chút xíu, cách điệu và sẽ có một số bài thay đổi, tăng cường độ lên. Coi như là cũng là một trong những ngày để cải thiện nhóm cơ yếu. Giống như là một tuần sẽ có 7 ngày. Và đối với lịch tập này thì sẽ có hai phương pháp. Một, nếu như bạn bận quá thì bạn có thể tập trên series Bubble Leg như mình đã làm. Hai, bạn đang có đủ thời gian và cách để nghỉ ngơi thì bạn có thể tập Bubble Leg off một cái, xong rồi Pull Leg hoặc First Pull Leg Pull off Boost gì đó, được chưa? Là sao bạn có thể nghỉ thứ bảy chủ nhật cũng được, hoặc là nghỉ giữa cái ngày của Bubble Leg xong rồi off, được chưa? Thì hôm nay coi như là một cái buổi tập nâng cao mang tính chất được gọi là nó sẽ peel hết tất cả các nhóm cơ lên từ phần cơ lưng và sẽ sử dụng nhóm cơ kéo. Ok, rồi nhớ làm subscribe để biết thêm nhiều thông tin hơn và comment xuống dưới cho mình biết được gọi là cái cách tập như thế này á, nó có feel như thế nào không. Comment xuống mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Ok, làm nhanh thêm một set đó đi. Hai chân rộng ra, hai chân rộng ra, không hết ra luôn, cứ cúi người ra trước, điểu như này, mở ở ngực lên tí. Ừ, rồi cúi đầu xuống, kéo xuống luôn bụng luôn. Các bạn lưu ý nha, trước khi mà mình tập cái bài pull thì phương pháp của mình thì mình sẽ khởi động. Giống như hôm nay mình tập hết cái phần lưng đằng sau đi, thì mình sẽ khởi động phần lat, drop, khởi động hết rồi. Thì coi như là đây là bài khởi động cuối cùng. Tại mình không làm mất thời gian của bạn quá nhiều. Tại vì một cái clip mà nó dài quá làm cho bạn rất là nhàm chán. Mình vô thẳng vấn đề luôn, là mình tập để cho mình khởi động xong một bài cuối cùng này rồi thì mình sẽ vô phương pháp luôn cho nó dễ. Thì mong là các bạn sẽ có được một cái tầm nhìn nó sẽ mới hơn, cũng như là nó sẽ boost tinh thần bạn nhiều hơn. Ok ha, và hôm nay mình tập với bạn này là các bạn cũng đã biết ai rồi, bạn cũng đã biết được những cái hình ảnh rồi, những cái post mình đã được gọi là mình sẽ up trên cái Facebook hoặc là fanpage của mình rồi. Thì bạn cứ theo dõi hoặc là bạn cứ nhìn xuống dưới đây nè, mình cứ để một cái Facebook của bạn này dưới đây. Đó, bạn nhớ lưu ý cái đường link dưới đây nha, nếu bạn muốn theo dõi các bạn này. Tại vì bạn này có một cái form rất là khác, mình muốn mong truyền tải các bạn một cái information khá đặc biệt. Ok, SA 1 thì mình sẽ, thay vì mình sẽ chọn cái bài barbell row hoặc là dumbbell row, thì bây giờ mình sẽ cách điệu chút xíu. Tại vì trong những ngày cuối tuần như thế này á, các bạn rất là quải, hôm nay mình sẽ chọn bài robo để có thể kích hoạt cho phần cơ lưng một cách tối ưu, cũng là một bài row rồi. Nhưng mà hãy nhớ nha, đối với mình chơi là 75% sức dựa trên quad up, và mình sẽ giữ nó và mình sẽ nâng tạ tùy theo cái sức của bạn này chơi. Thì bạn xem nha, đây là một nhóm cơ lưng nguội đã khởi động rồi nha. Rồi xíu bạn có cái độ bơm như thế nào. Rồi, ok, hai bên em. Hai bên cầm ở trong, sát ở trong chân luôn, đây nè. Rồi, tập trung nha. Khóa cái lưng dưới lại. Rồi, hết xong. Rồi, cầm nha, chuẩn bị hết xong nha, giật áp người ấy luôn. Rồi, 10 grip, sát vô, giữ. 1, cầm chắc vô, giữ. 2, ép chặt giữ lại 1 giây. 3, giữ. 4, vô, giữ. 5, không một, vô. 6, ép chặt 2 tới 6 lại. 7, vô, tiếp tục nè, giữ này lâu hơn xíu. 8, đúng rồi, good. 9, last, tiếp tục. Một cái nữa, chậm thôi, giữ, không. Giữ, hold, ok. Rồi, 3 set nha, giữ mức tạ đó. Thì nguyên tắc của mình, vô là phải giữ, thả là phải chậm. Được chưa? Sẽ có những cái đoạn nhanh, tức là như bạn vừa giữ xong các bạn sẽ nhả nhẹ rồi chậm ra. Thì nhớ trong những cái cách này tập thì rất là đơn giản, tại vì theo mình cảm thấy á, là các bạn tập á, các bạn bị vội tạ. Giống như là sao ta, bạn cầm tạ lên á, bạn nặng quá các bạn bị nhạy á, bạn dễ buông ra. Và trong khi đó những nhóm cơ bắp của bạn á, là sẽ tạo thành một cái việc gọi là sức mạnh, nó sẽ làm căng lại. Được chưa? Phần bạn này chút xíu bạn kích hoạt ra lưng sẽ rất là đẹp.
đẹp hơn mình nhiều. Tại vì hiện tại bây giờ mình thấy rất là thích ai mà lưng tốt. Bản thân mình cũng là một thằng yếu lưng, nên ra chắc chắn mình cũng đã làm một clip lưng rồi, chán. Rồi, 2 phút nghỉ ngơi nha. Thở đều nha em. Không mà tắt thở á, hít sâu nha. Tập trung. Hít sâu, giữ form, không ngã người nhiều. Rồi, xíu chặt luôn, rồi thở ra, thở ra. Giúp. 1, hít sâu vô, hãy mạnh lên, vô. 2, thở mạnh ra, lúc mà vô, đóng hết hơi ra. 3, come on, tiếp, vô. Tiếp luôn, come on, vô. 5, mạnh. 6, come on, còn chặt lên. Vô, A, tiếp luôn, 2 more. Giữ. Last one, giữ nè. Nhấp lên 2 cái, rồi nhấp lên 2 cái. 1, rồi, ok, nhả. Giữ. Lần sau làm chậm hơn xíu nữa nha. Mỗi cái set tập như thế này, khi mà một người slide làm tập với mình á, mình sẽ nâng cấp lên. Nâng cấp lên để bạn có thể tập một cái set nó sẽ lâu hơn. Nói chung á, là khi mà bạn coi cái clip này á, thì chắc chắn á, là đây là dành cho những người đã tập chuyên nghiệp rồi. Những bạn này đã chuẩn hết kỹ thuật rồi và đã được gọi là đã biết cảm nhận hết sợi cơ. Năm ra bạn thấy mình boost bạn này rất là dễ, nhưng các bạn mới tập chắc chắn sẽ rất là khó nha. Năm ra mình nghĩ các bạn nên tập chậm lại và cảm nhận và feel được nhóm cơ thì mới ok. Chứ không bạn sẽ rơi vào một cái trạng thái ngợp thở, bị áp lực đối với lại một cái bài tập phương pháp mới. Lúc đó bạn sẽ thấy rất là chán cái phương pháp này. Được chưa? Tại vì tập gym mà bạn sẽ thay đổi phương pháp để làm kích hoạt sợi cơ nó một cách nó mới lạ hơn. Ok. 2 phút nha, set cuối. Set căng. Hơi 2 set là căng dữ ha. Hơi đau đớn một tí. Chả sao. Rồi, vô. Không. Hai cuối nha. Nguyên tắc của mình một set cuối không đủ là phải drop. Rồi, tập trung vô. Hết thì sâu vô. Sâu vô. Go. Stop. 1. Hết vô. 2. Nhả ra, cứ sâu vô. Tiếp. Good job, vô. Tiếp. 5. Hết sâu. Good. Hết sâu. Tốt luôn. Giữ. Tốt luôn. Last one. Ok. Hoàn thành đủ buổi tập nha bạn. Một set tập, một bài tập bạn hoàn thành được hết và kiểm soát được như thế để gọi là chuẩn. Chuẩn nha. Chuẩn cho một cái mức tạ mà bạn đề ra. Đó gọi là bạn đã lót được mức tạ đó. Thì coi như sợi cơ bạn sẽ rất là khỏe. Lúc này bạn sẽ tác động được tất cả cái sợi cơ trên lưng của bạn. Đó là mình sẽ rút ra biết bao nhiêu năm trời. Mình không có đốn thời gian để mình có thể build một tay, hai tay. Mình làm hết phương pháp rồi. Và lưng mình. Ok, SRW. Bài này là bài lắp bình đao. Nhưng mà mình sẽ cách điệu ở cái tay cầm như thế này. Ai có điều kiện mà nên mua cái này, nó sẽ lóc được cái phần thẳng tay rất là nhiều. Lúc này mình sẽ tác động vô phần bả vai, kéo hẳn xuống bằng lát. Tuyệt vời. Rồi, chậm một xíu. Vô, cầm đi. Rồi, bài này thực hiện sẽ là 12 cho tới 15 rep. Nếu không đủ mình sẽ drop. Đấy, mức tạ vẫn là 70%. Vô, làm chắc vô. Rồi, ngồi xuống, xích sát vô luôn. Rồi nguyên tắc nha, đừng có cố gắng ưỡn ngực hoặc là ngã người nhiều quá. Mình sẽ giữ yên trạng thái này luôn. Rồi siết xuống thôi. 1, hạ xuống hết luôn. Xuống. 2, hạ hết lên, hạ hết lên, hạ hết lên. Vô, stop. 3, come on. 4, gắng hết xuống ơi. 5, mạnh lên. 6, giữ đi, tiếp đi. 7, come on, roll, vô. A, tiếp luôn. 9, giữ đi, cứ giữ đi, không sao đâu. Rồi, tiếp, nhấp đi. 1, nhấp đi. 2, tiếp. Ok, nhả. Kìm lại nha. Rồi, tiếp vô. Cầm lên. Bạn này thực hiện chỉ có được có 8 rep thôi. Mình sẽ trả lại tầm 12 rep xuống. Giữ yên nha. 1, thả nhẹ. Kìm, giúp.
2, thở nhẹ, nhanh, gấp. 3, thở nhẹ, gấp. 4, tiếp luôn. 5, hít sâu vô, hít sâu vô. Tiếp. Gấp, come on. 7, vô, come on. 8, nhấp đi, tiếp. 9, 5 more. 1, 2, 3, tiếp. 4, thở mạnh ra, giữ. Rồi, kìm rồi, nhả. Ok. Đó mới gọi là tập. Nhà dựng cái khung tác tụ, nguyên tác cũ. Nếu như mà build được cái này đủ 10 tới 12 tới 15 cái là ngon đẹp. Ok, sấp, tập trung nha. Hít sâu, cầm đi. Rồi, sấp. Tập trung. Rồi, thử ăn thẳng nha. Rồi, không on bro, vô sấp. 1, kìm, ép dở vô. Vô, xuống. 2, tiếp đi. 3, không on. 4, mạnh lên. 5, good. 6, mạnh nữa. 7, vô, giữ nè. 8, giữ luôn, tiếp đi, nhắm lại. Tiếp, cái nữa. Ok. Rồi, drop. Dán là sẽ không nổi rồi. Vô, tiếp, sấp. Đó là điểm giới hạn của drop nha bạn. Giữ yên luôn. Rồi, chậm nha, hết luôn. Giữ chậm, thả chậm. Hết luôn. Good, tựa đi. 2, mạnh lên. 3, sát xuống. Tiếp. Đúng rồi, kéo sát xuống ngực luôn. Đúng rồi. Đúng rồi, come on. Good, tiếp. 4, 3, hít sâu vô. 2, come on. Giữ. Last one, cái nữa. Giữ. Ok. Cái đó là kích hoạt điểm 20 chu phi là như vậy các bạn. Ok, thế là set number 3. Mình sẽ có một phương pháp để có thành cách điệu ở cái set thứ 3 này. Là mình sẽ hạ chút xíu, mình xuống còn lại là 65%. Để mình có thể bảo toàn được số rep. Nói chung á, là mình không ham hố nặng. Tại vì cái sợi cơ đã được kích hoạt rồi. Mình sẽ cố gắng bơm máu thêm. Đó là phương pháp của mình. Rồi, ok, cầm đi em. Nhẹ tạ chút xíu được rồi đó. Rồi cố gắng làm chuẩn nha, hít sâu nha. Rồi mà sát vô, gồng hết cái kho lại. Hít xịt sâu vô để có thể thực hiện. Vô, tập trung, ứng sát vô, ngồi sát vô, ngồi sát vô luôn. Rồi, nhẹ nha. Rồi, sup. 1, tiếp tục. Xuống, 2, sát xuống rồi. 3, come on. 4, giữ thở xíu nè. Kéo lên mạnh lên. 2, tiếp. 6, come on, vô tiếp. 7, vô. Hey, come on bro. Hey, 2 more. 1 more, tiếp. Giữ nè, hai cái nữa. Mạnh đây. Last one, vô. Last one, giữ. Cái nữa. Kìm. Giữ. Ok. Đó, như thế, như vậy mới gọi là tập đúng không bạn? Hiểu đó, mình sẽ kích hoạt lên. Xúc lên bô các em, để tay lên, cơ số 4. Ngã tay xuống xíu, lật cái tay ra sau. Ừ, được chưa? Ok. Good. Tiếp tục, bài kế tiếp. Thành hạ cái lưng để cho cái lưng hoàn thiện hơn. Mình chỉ dựa vào anatomy cơ để mình chơi thôi. Chứ mình thật sự không có biết gì hết trơn á. Được chưa? Rồi, mình sẽ không deadlift nữa, mà mình sẽ cách điệu xíu, mình sẽ chơi cái bài back extension, là bài lưng dưới. Nói theo tiếng ngôn ngữ Việt Nam là bài úp người để gặp gưa gặp lưng. Thì dễ ha. Thì mình sẽ thay vì deadlift nó nặng thì mình chơi cái môn này cho nó dễ chịu mà nó hơi phụ nữ chút xíu. Mong là các bạn có thể hiểu được cảm giác của bài này. Được chưa? Nó hơi thốn. Rồi, cầm đi em. Đó là 3 set nha. Một set 12 cái, cầm hai tay, hết hai cục luôn, xỏ vô cái tay ở giữa. Rồi, ok. Rồi khi mà em gặp lên là em kéo vô bụng luôn nha. Rồi lên, sấp 12 cái. 1, thả xuống hết luôn. Sấp. 2, good job. Thả đầu xuống. Good. 3, tiếp đi. 4, tập trung vô, ép chỏ vô. 5, good job. Tiếp luôn, quá đẹp. 6, đẹp nè. 8, vô.
Ê, đúng rồi, ép chặt cái cháp lại. Sốp. Tiếp luôn. Tiếp luôn. 5 cái đi, cái clip rất là nặng mà. Tiếp. 5. Tiếp. 4. Cứ mặt lên. 3. Come on. 2. Giữ cái nha. Hold it. Ok. Bạn có thấy được cái phần lưng nó đỏ không? Đỏ đúng một cái mảng mình kích hoạt. Được chưa? Rồi, mỗi set sẽ nghỉ 90 giây hoặc là 60 giây tùy về sức khỏe này. Được chưa? Rồi đó đi em. Lên tạ. Không một. Set thứ hai nè, lên tạ nha bạn. Thách thức chút xíu. Tại lưng nó hơi yếu nên mình chơi chút xíu cho nó nhẹ. Tập trung. Hít sâu. Sốp. 1, ép chặt cháp vô, không một, không một, không một, không một, 2, sốc, 3, thở mạnh ra, không một, 4, mạnh lên, 5, good, tốt đột, tiếp tục, tiếp tục, 7, tiếp, 8, hít sâu vô, không một, 9, đúng rồi, hít sâu vô, kéo lên đâu. 1, come on, last one, giữ. Ok. Đó gọi mới gọi là bạn đang kháng lực. Set cuối cùng ha. Thế cuối cùng lúc nào mình cũng muốn cố gắng là đạt được hai set đầu tiên để đạt được trạng thái cuối cùng. Nó là một trong những cái hướng tới và một rep cố gắng là một trong những cái được gọi là bạn đang cố gắng phát triển sợi cơ lắm. Ok, bây giờ mình sẽ thực hiện là 10, 7, 7 nha. Mình sẽ buông mỗi lần một tạ. Vô. Nhưng mà nói vậy thôi chứ mà nếu mà bạn này làm được 15 cái thì mình sẽ rớt một lần thôi. Mình sẽ tùy cơ ứng biến để cho sợi cơ bạn mỏi hay không. Nếu mà chính bạn tập một mình á mà phải coi cái độ buốt của bạn coi như thế nào. Rồi, xúc. Vô đi em. Rồi, gặp đi. 1. Ép chặt cháp vô, nhanh lên. 2. Nhanh lên, lên. 3. Tốt nè, thả hết ra. 4. Đúng rồi, ép chặt nữa, ép chặt nữa. 5. Good, cái đó bắt đầu ok đó. Tiếp luôn, có một 7, dán lên bro. Ép chặt cháp vô. 8, come on, come on, come on. 9, ép chặt cháp vô. 10, come on, dán lên. 1, last one. Rồi, buông cục 20 xuống đi. Rồi, cầm 20 thôi. Tiếp tục. Làm lại cho anh 12 cái. Tập trung nha, tập trung nha. Bắt đầu vô hết, vô rất là nhiều. Rồi, xúc. Vô, chậm thôi, 1, ép chặt cháp lại, nhanh lên. 2, ép chặt cháp, nhanh lên. 3, nước mặt lên, chứ ép chặt nữa. Tiếp. Vô, 4, mạnh lên, nhanh đi, nhanh đi, nhanh đi. Nhanh đi, nhấp đi, đúng rồi, nhấp đi. Good, tiếp. Tiếp. Tiếp, 3 more, 3 more. 1, 2, ok. Next, mình sẽ tác động vào phần upper. Back to the chúng mày nha. Thì mình sẽ cách điệu đối với bài, hay là bài Rilda Deadline. Nhưng mà mình sẽ chơi cái bài này. Mình sẽ kéo dịch cao lên xíu. Được chưa? Đơn giản cho bạn dễ hiểu. Rồi cầm đi em. Sọt ngón tay ở giữa. Rồi hai chân đạp lên. Rồi đạp hết chân ra. Lẳng người lên. Đạp. Kéo sát giật vô ngực nha. Banh hai tay hai bên. Úp tay xuống. Rồi được đây. Xiết vô. Ép cháp chặt. Ngã lùi luôn. Ngã người luôn. Rồi ngã người ra ép chặt. Rồi hạ cháp giật giật. Vô, thả vừa thôi. Rồi vô. Đúng rồi, hả nhẹ nhẹ xíu nữa. Thả nữa. Rồi vô. Đúng rồi, vẫn giữ cốt lõi của lưng dưới lại. Xíu, mạnh lên. Rồi 15 cái, chặt lên. Vô, 3, hit. 2, tập trung vô. Hít sâu. Đúng rồi, tiếp. Mạnh lên. 7, 12 lần. 8, chậm thôi. Xíu chặt vô. Này, giật ngã người ra nhẹ thôi. Tiếp, tiếp đây. Last one, tiếp nè. Last one, cái nữa, giữ cho đáng thôi. Last one, cái nữa, bù lại. Last one, cái nữa, hai cái nữa nha. 15 đủ luôn, giữ. Hold it, giữ. Ok. Ok. Cái tập này mình sẽ tập 15 cái nha. Tại vì cái số muốn tạ nếu mà giờ tăng lên nữa thì cái độ chịu đựng không có. Tại vì lưng nó đã pump quá rồi. Nhìn vô độ pump để có thể
cách điệu, được cái số rep tùy các bạn thôi. Nói chung là kinh nghiệm, mình chỉ làm cho các bạn một cái story này, bạn có thể quyền tập theo, hoặc là bạn có thể cách điệu một chút xíu thì tùy bạn, vẫn là phương pháp bobblehead. Rồi tập trung vô bài này thì tác động vào nhóm cơ nhỏ 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 thì bạn nghĩ ít thôi, 60 giây vô lần để tạo độ căng liên tục. Rồi cầm tạ đen, tập sao cho hợp lý nha, hợp lý nha, tập trung vô, tập trung vô, 3 set thôi nhưng mà để cho hiệu quả. Đạp cái gót thẳng cái lưng dưới lại, ngã người ra, khóa phần co lại hết sâu, rồi siết đi, sấp đều vai lại xíu, rồi siết, rồi chết đi. 1 tiếp luôn, 2 không, 1 chặt vô, chặt vô, chặt vô, 3 chặt cái bên phải lại xíu nữa, hạ vai phải xuống, hạ vai phải xuống. Ừ ok, tiếp đi, tiếp, tiếp đi, good, tiếp, good, không, 1 chặt, chặt vô, có đó fail nha, tiếp, good job, good, tiếp đi bro, chặt vô, 5 more, giữ, 4, 5, good, 3, 2, last one, giữ, ok, rồi ok, giữ đi, hết túi, vậy mới gọi là bơm máu chứ, bơm máu vào chánh điện. Vô 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 vô, lưng dưới khóa lại. Rồi gồng cứng lưng dưới lại, rồi siết thôi, tập trung vô hết cuối làm cho tới rồi, rồi súp vô, rồi kéo, 1 nhả ra, tiếp, 2 nhả ra, 3 nhả ra, đúng rồi, giữ đi nó, vô, 4 giữ nó, vô đi em, 5 tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi, 6 không, 1 không, 1 không, 1 không, vô, 7 vô, 8 tiếp đi, còn khỏe lắm, 9 tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi, 10 go, go, come on, 11 tiếp luôn, 3 3 more, 1 tập trung vô, 2 last one, last one, last one, last one, last one, tiếp nữa, giữ cái nữa, giữ cái nữa, hết luôn, cháy nữa, cho hết luôn, cho hết luôn, hết luôn, giữ lại lâu lên, giữ, 3 2, ok. Rồi, ok, cho nó tới hết luôn công chuyện, dắt hết cái liều lên ra. Mình sẽ chuyển vào tập đây trước các bạn. Sau khi mà thực hiện hết rồi, bây giờ mình sẽ thực hiện hai bài kế tiếp để kết thúc buổi tập. Thì mong là các bạn sẽ hiểu được cảm giác trong lúc này. Ok nha, rồi khóa cái lưng lại, mở sẵn hai tay ra trước. Rồi, mình sẽ thực hiện một lần như vậy, hai tay cùng một lúc. Cố gắng ngửa lòng bàn tay ra nhẹ nhẹ thôi. Rồi siết, giữ form cứng như thế này, đổ người ra trước nhẹ xíu, gồng bụng lại. Rồi, ok, sub. Mình sẽ thực hiện cái set này theo tổng cộng từ 12 cho tới 18 rep tùy sức, tạm hết sức nha. Sub, 2, lên, lên, 3, không, 1, đứng mặt lên, tiếp, 4, liên tục lên, liên tục đi, 5, tiếp đi, liên tục lên, tiếp liên tục lên, vô, 6, nhanh lên, mạnh lên, 7, vô, tiếp, 8, come on bro, yo yo, 9, come on, come on bro, come on bro, come on bro, tiếp, tiếp luôn, 10, good job, yo, tiếp nè, tiếp, 1, tiếp, 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 2, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục còn được, 3, nhấp ở dưới thôi, rồi tiếp đi, số 1 không, 4, yo, 5, tiếp luôn, cảm giác lên, 4, 3, tiếp, 2, last one, còn 2 nhẹ thôi, rồi, xuống. Rồi, chúng ta sẽ có 3 set nha, 3 set, 3 set. 3 set rồi kết thúc xong rồi, tại sao? À, tại trước chưa, sorry rồi. Yo, 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 yo. Yo, mở ra. Này, mở được lần, rồi, khóa đó. Sờ xí đi, sup. 1, nhanh lên, nhanh đi, nhanh đi. 2, nó giữ nữa. 3, không, 1, lên. 4, 5, thở, 6, thở, 7, vô, thở, 8, 8, 8, 9, tiếp, 9, tiếp, nhanh lên, đừng có dừng lại, tiếp luôn, 1, nhắc lại, 2, 3, 4, tiếp luôn,
5 5 more 5 more 5 4 3 nhấp ở dưới thôi, nhấn dưới lại 2 ok. Rồi cố nè, rồi rồi hết dài đi, hết dài đi bơm ra đủ form nha, thật ra tay trước rồi, tập trung vô nghiến lại rồi siết bơm 1 cao lên, 2 cao lên, 3 come on, 4 5 cao lên, hết sâu vô đúng rồi, tiếp luôn, tiếp luôn 9 tiếp 10 more, nhắc ở dưới, giữ người này nè, rồi nhắc ở dưới thôi. 1, đúng rồi, 2, 3, giữ lại, kiểm soát lại xíu, nhích nhẹ nó giữ lại. Đúng rồi, chính xác. Tiếp, 5 cái nữa, giữ ở dưới đúng rồi đó, không cần lên cao. Tiếp, nghiến lại, chứ không, đúng không, 2 more, đúng rồi, giữ lại, giữ lại. Ok, nghĩ vậy thôi được rồi, được chưa? Đó là một trong những cái hiệu quả nhất, không có cần thiết thôi. Hất lên làm gì, hiểu không? Bạn chỉ cần nghiến như thế này thôi. Được chưa? Là một cái sợi cơ, gọi là sao ta? Nhưng mà không biết, mệt quá. Thì nó trong cái nó kiến thức nhiều quá. Hai chân xuống dưới luôn. Đứng hai bên. Rồi, xỉa vậy nha. Ok, bài cuối cùng là mình sẽ giật phần kênh thang, thì mình sẽ cách điệu qua bài này, thay vì bạn sẽ đứng dựng như thế này, phải không? Thì bây giờ nó mỏi quá rồi, thì bây giờ mình sẽ tầm thực hiện cái bài này nè, mình sẽ cầm ở giữa, sau đó mình sẽ thực hiện nha, y chang như một bài pro thôi nhưng mà nó sẽ khác một chút xíu biên độ. Rồi cầm đi bạn, cầm đi dưới đây, cầm ở giữa nè, rồi giữ đó, đúng rồi, giữ yên đó nha, rồi cong nhẹ tay thôi, rồi đặt đi, cầm đi, rồi siết ép chắp hết chặt luôn, ép ngược cái cháp vô, siết chặt vô siết dừng ép cháp này, 1 nhược mạnh lên cho nó cái dài này bị cao nè, rồi thả dài hơi ổng xuống, hơi lỏng xuống rồi siết đi. Ok, bước tại đuổi rồi hết dài rồi rồi em lại cầm đi như này, em có cầm đi nè, rồi thư giãn xíu, rồi mình hết vô rồi em xíu cái này ép chắc hết cái người rồi, ép chắc lại rồi nhả ra trước, nhả ra vô, 1 ép chặt vô, 2 ép chặt vô nhả người ra xíu, 3 đúng rồi tiếp đi, 4 bạn phải hiểu cảm giác nha, hiểu cái này nha, 5 tiếp, 6 tiếp, 7 ép chặt vô, 8 ép chặt thôi, chỉ cần giật chỏ nhẹ thôi, vậy thôi, đơn giản thôi, không cần nhiều, 3 2 rồi nhả từ thôi, ok, hiểu chưa, các bạn hiểu cảm giác chưa? Nếu mà sự bài cuối á mà bạn làm á không thể nào mà điều được là điều tiết được cái nhóm cơ nữa, tại vì mình đang cố gắng làm cho nó sưng lên, thì lúc này chỗ này mới bị khóa hủy nhiều cái sợi cơ, thì lúc này bạn đang tiết kiệm buổi tập của bạn. Nãy giờ nếu tính ra buổi tập nó cũng chả dài, bạn coi cái clip này cũng y chang như là nãy giờ bạn này tập thôi, thì sẽ có những thời gian nghỉ nó sẽ kéo thêm chút xíu à. Mình coi là buổi tập này quá lắm là 45 cho tới 60 phút tính luôn cả thời gian tụi mình ngắt quãng như thế này, được chưa? 3 set ok. Em nhích nhanh 20 cái nha, rồi nhích đi. Ok, thì hôm nay là ngày pua, thì cảm giác như bạn thế nào bạn cứ test thử, sau này comment xuống dưới. Bài này đạn đã gãy rồi, không thể nào tập thêm cái bài hồi nãy mình đã thực hiện nữa rồi, thì bạn có thể chỉ qua bài set như thế này, ép chắp một cách đơn giản hơn. Rồi ok, good luck to you, mong là các bạn sẽ có được một sự trải nghiệm mới mẻ vào cuối tuần, và một trong những cái được gọi là mình tâm tắc để thay truyền đạt cho các bạn. Nhớ follow mình và comment xuống dưới, like, subscribe trên, share để có thể biết được nhiều cái thông tin hơn về lượt tập. Ok, rồi tiếp tục đi. Tiếp, 5 4 3 2 ép chặt vô. Ok.